Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một nước ở bên châu Phi nhưng mà lại theo chủ nghĩa xã hội. Đó có nghĩa là họ theo chủ nghĩa cộng sản nha. Và cái người đứng đầu này tên là Samora Michael. Đó. Ông này á là ông tổng thống của Mozambique nhưng mà họ theo cái chủ nghĩa của Mác Lênin. Mozambique, Angola, nó hay là Zimbabwe họ theo những chủ nghĩa cộng sản nha. Đó. Và hình của ông này á là xuyên suốt tất cả các mệnh giá luôn là từ 20 cho tới 1.000. Và đặc biệt ba tờ đầu là polymer còn ba tờ sau á là giấy cotton. Giấy cotton nha. Và mặt sau thì nó khác còn mặt trước nó y chang hết, nó chỉ có hình của ông này thôi. Bộ này là bộ năm 2011. Đó. Rồi. Cái bộ này mình đi nhanh lắm, nó không có cái gì hết các bạn. Đó, à, đằng sau là con tê giác nữa. Cửa sổ là cái số 20. Không có gì hết. Cửa sổ là số 50 đúng không? Đó, 50 nè, các bạn thấy cái cửa sổ nè. 50. Ở đằng sau những chỉ là những cái con hươu này kia thôi. À, linh dương chứ, linh dương. Đó. Nói chung tiền của những nước trong châu Phi á nó chán luôn các bạn. Nó không có cái gì hết. Rồi hươu cao cổ nè. Nó không có ý nghĩa gì ngoài những cái con vật giống như tiền Nam Phi hay là tiền của Zimbabwe rất là chán. Cho nên các bạn nếu mà chơi về văn hóa của quốc gia các bạn thấy châu Phi là các bạn thấy chán liền. Ngoài nó bảo tồn những cái loại động vật được in lên trên tiền thôi nhớ như sư tử đực với sư tử cái nè này con đực con cái nè hình thì ông nào cũng như ông nào đó. Đó đây là cái con trâu nước của Nam Phi nè. Có loại trâu rừng á không các bạn thấy thì các bạn thấy nó cũng chán đâu có cái gì đâu nè, 1.000 Mozambique. Rồi, vậy là vô châu Phi thôi. Đơn giản không có cái gì hết. Bảo an cũng không có cái gì lạ. Đó. Không có gì đặc biệt ở cái bộ tiền này, rất thất vọng. Nhưng thôi, làm cho có thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Còn đây là Facebook của mình và cái Zalo các bạn có liên hệ với mình đó, thì các bạn cứ muốn có gì trao đổi với mình đó, thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh.